chào tất cả các bạn. Đây là Thợ Kansai đã có 50 năm trong nghề. Có 50 năm trong nghề thôi. Chuyên chạy những cỗ máy Kansai rách được chở từ nước ngoài về theo hàng nghĩa địa. Kansai Yamato cắt chỉ tự động. Dài thôi chứ máy này chịu cho nổ. Cái dao nó bày nó xíu biết. Không chỉ bấm sơ sơ đã thấy lục rồi, để đựng nó một cái dao. Thằng này người còn chết chứ đừng mà máy. Bay khói luôn. Chạy khá là chuyên nghiệp. Bàn tay chuyên để chích theo.